biệt thự trên mặt nước, bãi cát vàng và làn nước xanh ngọc tuyệt đẹp không nhất thiết phải nghĩ đến khi hình dung một kỳ nghỉ ở Doha. Nhưng ngay ngoài khơi thủ đô Qatar là một điểm đến hàng đầu cung cấp tất cả những điều đó và hơn thế nữa. Đảo chuối hình lưỡi liềm đã trở thành điểm đến hàng đầu cho những du khách muốn nghỉ dưỡng sang trọng kể từ khi mở cửa vào năm 2015. Được điều hành bởi Anantara có trụ sở tại Thái Lan. Hòn đảo nghỉ dưỡng sang trọng được coi là các bungalow trên mặt nước duy nhất của Qatar, một số được trang bị đầy đủ với sàn nằm dài và hồ bơi vô cực riêng, cũng như một trong hai khu nghỉ dưỡng bungalow trên mặt nước ở vùng vịnh thứ hai là Palm Resort ở Dubai. Thế giới thư giãn lớn về sự thoải mái và xa hoa. Banana Island gây ấn tượng đầu tiên tuyệt vời, giống như Maldives với những mái tranh lợp lá cọ và các phòng sang trọng nhìn ra biển. Có thể đến khu nghỉ mát sang trọng bằng catamaran từ cảng Dao, nằm gần bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo, hoặc bằng du thuyền riêng. Những người chọn chuyến trước sẽ được chào đón bằng những nụ cười ấm áp khi họ lên phà, nơi họ có thể nếm thử cà phê Ả Rập, trà là và nước trong suốt hành trình. Khoảng 20 phút sau, du khách được chào đón lên hòn đảo rộng 13 mẫu Anh bởi tiếng trống đánh nhịp mở ra một thế giới thư giãn hoàn toàn. 141 phòng khách, biệt thự và bungalow ở đây được trang trí theo thiết kế Ả Rập và có phòng tắm trang trí khảm sang trọng. Tất cả đều được trang bị rèm cửa tự động điều khiển, TV màn hình phẳng, mini bar và máy pha cà phê. Alexander Koller, một cư dân Doha 26 tuổi đến từ Nam Phi, người thực hiện chuyến phà ngắn đến đảo Banana vài tháng một lần, cho biết vào năm 2019. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là một căn phòng cơ bản lớn như thế nào. Tôi đã có một chiếc ghế tựa thoải mái trên hiên nhà của mình với tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương, anh nói thêm. Các phòng tắm rất ấn tượng, cũng như nhà hàng trên đại dương, bạn có thể nhìn thấy cá bơi ngay bên dưới mình. Thế giới thư giãn lớn về sự thoải mái và xa hoa. Hãy nghĩ đến việc lặn biển, chèo thuyền, kayak, lặn với ống thở, chèo thuyền độc mộc hoặc chinh phục những con sóng trên thiết bị mô phỏng lướt sóng. Những người đang tìm kiếm một thứ gì đó thư giãn hơn một chút có thể thích nhảy lên chiếc xích đu biển thân thiện với Instagram, chiếc xích đu trên mặt biển nông. Khu nghỉ mát này cũng cung cấp một số trải nghiệm và các chuyến đi trong ngày và trải nghiệm bao gồm tour du lịch trà chiều, trải nghiệm ăn uống theo thiết kế riêng cho những dịp đặc biệt và các liệu pháp spa khác nhau. Du khách nước ngoài nên nhớ rằng Qatar là một quốc gia Hồi giáo và phù hợp với phong tục địa phương. Đảo chuối là một khu nghỉ mát khô. Du khách không thể mang theo rượu của mình để thưởng thức một cách riêng tư, nhưng họ có thể nhâm nhi mocktail bên hồ bơi đầm phá, chơi các môn thể thao bãi biển và đánh golf, hoặc đơn giản là nạp năng lượng tại một trong nhiều nhà hàng trên đảo phục vụ bất cứ thứ gì từ món ngon truyền thống của Trung Đông và châu Á đến các quán ăn cổ điển của Mỹ và ẩm thực cao cấp của Ý. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.